Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trao bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đơn bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Xin chào các bạn tụ 1 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi à, Điều gì ra âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết Và đây hiện ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 đây mình thấy các bạn tuần một là những người rất là đam mê kiếm tiền rất là hy vọng cuộc sống của mình sẽ có sự dồi dào dò về tài chính hoặc là có một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọng vạn à, một số bạn ở đây các bạn là những người sống rất là tự lập ha tự cường là những người có một cái sự gọi là tinh thần dưỡng chắc ổn định và bình tĩnh là các bạn là những người rất là um, có một cái sự gọi là tự mình gây dựng nên tất cả đó đây mình thấy các bạn có thể là đang rất là mong muốn hoàn thành thực hiện một cái điều gì đó cho xong hoặc là ước mơ của bạn sẽ mau chóng trở thành sự thật mau chóng như vậy hiện tại thì mình thấy có thể là các bạn đang rất là mong chờ một cái tin tức chiến thắng thành công gì đó đến với các bạn hoặc bạn đang có những cái sự gọi là khởi sự những dự án những cái đam mê cơ hội gì đó thì bạn hy vọng là nó sẽ mang đến cho bạn à, sự phát triển và có sự gọi là thắng lợi và nhiều cái tiền bạc hơn ha, đổ dồn trong cuộc sống các bạn các bạn ở đây thì có khả năng là đang ở trong cái trạng thái có một cái sự gọi là tỉnh thức nhìn nhận lại cuộc sống của mình và muốn thay đổi tốt hơn hoặc muốn có một cái sự hồi sinh gì đó trong cuộc sống hoặc là một vài bạn thì có khả năng là muốn gọi sinh con đẻ cái muốn có sự gọi là gia đình yên ổn muốn có một sự gọi an cư lạc nghiệp không có muốn sống cuộc sống độc thân nữa Hoặc là bạn nào có gia đình thì rất là hy vọng Rằng mình sẽ có được một cuộc sống gia đình Giàu có đủ đầy sung túc và luôn cố gắng quyết tâm để có thể gọi là tìm ra cho mình một cái lối đi giúp cho cuộc sống của mình nó ổn định nó vững chắc và nó nhiều tiền tài hơn nữa à, một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn là một người chạy xe khá là nhanh ha hoặc là bạn sắp có những chuyến đi du lịch gì đó sắp tới ừ. có thể trong thời gian tới bạn sẽ nghe được những tin tức vui về nhà cửa về con cái đó, hoặc là của người thân các bạn ha, mình thấy là như vậy Bạn nào sắp sanh con mình thấy là sẽ thành công à, cho nên cũng đừng lo lắng quá nhiều hãy tin tưởng vào ơn trên. À, để được cái sự gọi là ban ơn và hỗ trợ. Dường như mình thấy các bạn đang gọi là quan sát xem uh, tin tức rất là nhiều liên quan đến giá vàng. À giá vàng, tiền bạc, uh, tiền tệ hoặc là vàng bạc gì đó. Có một số bạn đang rất là mong muốn đầu tư hoặc là một số bạn đầu tư thì có khả năng các bạn đang có sự gọi là thắng lợi bùng nổ à, vân vân. Tuy nhiên hãy có sự gọi là tỉnh táo cẩn thận à, để tránh đưa ra những định à, à, nhanh chóng rồi dẫn đến cái sự sai lầm. Ừ. Rồi để mình xem coi à, điều gì đã âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết có một số bạn có thể là bạn chưa biết có vấn đề là dạo gần đây giá vàng tăng rất là mạnh luôn hoặc <laughs> có một số bạn các bạn có là một nhà lão làng trong việc nghiên cứu vấn đề này thì bạn đã biết rồi ha ừ. đây mình thấy có thể là có một số vấn đề các bạn chưa biết nữa là ai đó sắp đám cưới đó hoặc là bạn có khả năng sắp được mời đi đám cưới ừ. hoặc là có một vài bạn các bạn đã có một cái cuộc sống khá là thoải mái à, uh, giàu có sung túc đủ đầy rồi thì mình thấy có khả năng trong thời gian tới là các bạn có một cái sự kích hoạt cái vận đào hoa hoặc là cái vận hôn nhân à, cho nên có một số bạn có khả năng là sẽ tiến đến hôn nhân hoặc là gặp được ý chung nhân à, mình thấy là như vậy và các bạn nên uống nước nhiều nè các bạn hơi bị nóng trong người đó nha ừ. và chạy xe đừng có chạy nhanh quá không nó sẽ ảnh hưởng đến bản thân của mình đó và trong thời điểm này thì mình thấy các bạn chạy xe thì các bạn cẩn thận cái vấn đề như là mình chạy không tập trung và cái người ta bóp càng lớn quá mình bị hết hồn hết vía đó kiểu vậy đó rất là dễ gọi là gây ảnh hưởng đến các bạn nha à, hãy bình tĩnh hãy tập trung khi lái xe ừ. và luôn cố gắng quyết tâm nỗ lực làm việc trong cuộc sống của các bạn à, sự tự lực tự cường sự chăm chỉ sự kiên nhẫn sự bền bỉ sự gọi là à, biết à, kỷ luật bản thân tốt thì các bạn sẽ có được một cái à, cuộc sống dồi dào mà bạn mong muốn mọi thứ đang đến với các bạn chỉ là các bạn cần phải bình tĩnh đừng vội vàng hấp tấp ở đây mình thấy các bạn đang được ân trên truyền cho bạn cái nguồn năng lượng cái khả năng sáng tạo độc đáo và có khả năng tạo ra cái thực tế của riêng mình và đồng thời ở đây thì mình thấy nếu như bạn đang có những cái sự bồn chồn gì đó thì bạn hãy cầu xin ân trên giúp cho bạn có thể có được cái niềm vui có được cái niềm cảm hứng và giải thoát bạn khỏi những cạm bẫy của sự buồn chán Ừ. các bạn đang được mang lại cái sự ấm áp và ánh sáng ừ. tuy nhiên thì các bạn cần phải biết kiểm soát bản thân của mình để không để những cái sự gọi là uh, mạnh mẽ hoặc là có sự gọi là nóng nảy nó có sự uh, vượt quá cái tầm kiểm soát của các bạn hãy sử dụng năng lượng của bạn một cách sáng tạo chứ không phải là bốc đồng ha hãy bảo vệ bản thân của mình khỏi bị kiệt sức à và hãy có một cái sự gọi là trong thời điểm này các bạn sử dụng lửa một cách khôn ngoan và để ánh sáng của bạn tỏ ra ánh sáng được rỡ ờ, ở đây thì mình thấy là các bạn có khả năng là đôi khi cũng hơi nóng tính khó chịu cho nên mình phải biết kiềm chế bản thân của mình mặc dù có thể là bạn cũng đã biết gọi là uh, tiết chế chừng mực rồi nhưng mà đôi khi có khả năng các bạn có những cái điều gì đó mình không có làm chủ được thì mình rất là dễ khó chịu bực bực bối và hoặc là gây tranh cãi cho nên mình hãy biết tiết chế về cảm xúc của mình À, để tránh đưa ra những cái uh, hành động hoặc là những cái lời nói thiếu chuẩn mực thì sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn à, và um, cẩn thận bị phỏng hoặc là sử dụng lửa cách khôn ngoan bởi vì thời điểm này là cái thời điểm của sự rất là dễ cháy nổ đó ừ, cho nên hãy cẩn thận đây mình thấy các bạn sắp có những cơ hội để có thể chữa lành những cái vết thương hoặc là hàng gắn hoặc là có sự chữa lành À, những cái sự tức giận và đau đớn gì đó trong cuộc sống các bạn. Ừ. Bạn đang ở trong một cái thời điểm tuyệt vời và mạnh mẽ trong cuộc đời của mình. À, hãy thể hiện cái lòng trắc ẩn và lòng tốt với người khác. Ừ. Cuộc sống này không có ai hoàn hảo mọi thứ cả, à, cho nên là mình hãy có sự chấp nhận à, những sự gọi là không hoàn hảo của bản thân hoặc của người khác. À, và nếu như bạn đang bị tổn thương gì đó bạn hãy biết là nó sẽ qua thôi ha bởi vì những cái tổn thương của bạn đang được ân trên dõi theo và có sự gọi là à, loại trừ nó khỏi cuộc sống của các bạn hoặc là người yêu thương của bạn họ đang bị tổn thương gì đó thì bạn hãy dành thời gian à, để ở bên họ ha? an ủi chăm sóc ừ. mình thấy các bạn nào có những cái vấn đề về đau nhất ha? về đặc biệt là về trái tim bị tổn thương thì mọi thứ đang dần được chữa lành rồi, ha, một cái tin tốt lành cho các bạn đó. Thời điểm này một số bạn thì mình thấy có thể là các bạn cần phải có một cái sự bảo vệ bản thân của mình, tránh nói quá nhiều về bản thân hoặc là khoe khoang trong thời điểm này không tốt. Ha. Bạn có những cái điều gì đó bạn muốn làm, bạn hãy có một sự thực hiện trong âm thầm lặng lẽ, hãy có sự lùi lại ừ, và đồng thời đừng gọi là ra mặt quá nhiều trong thời điểm này. Ha. À, đôi khi cái việc mà gọi là trở nên vô hình nó sẽ bảo vệ bạn khỏi bị những cái tổn hại ngay lúc này à, để bạn có thể quan sát xung quanh mà không bị tổn thương ừ. hãy ẩn mình và quan sát những gì người khác làm trước khi hành động à. ở đây mình thấy các bạn à, sắp có một cái tin nhắn đặc biệt nào đó hoặc là có một cái cuộc gọi nào đó giúp cho bạn cảm thấy vui à, Hoặc một cái lá thư sẽ được gửi đến qua đường bưu điện hoặc có thể là bạn sẽ được ơn trên gửi cho bạn một cái dấu hiệu ở trong tự nhiên để sẽ có một sự chỉ cho bạn hướng đi đúng đắn. À, bất kể bạn đang cầu nguyện điều gì thì bạn sẽ sớm biết được cái câu trả lời hoặc ít nhất là biết được cái đường đi của mình. À, một cái thông điệp, một cái tin nhắn, một cái dấu hiệu đang đến. À, có thể bạn sẽ thấy dấu hiệu như là nhiều con số lập nè. Có thể bạn thấy rất là nhiều con số lập 888 nè, 111 nè, 555 ha. À, 444 À, ngoài ra thì Một số bạn ở đây Thì mình thấy là 1010 nữa ừ. Hoặc là bạn thấy dấu hiệu như là Tự nhiên bạn ngồi trong nhà Lại có một cái lông vũ nó bay vô nhà của các bạn Thì nó có một cái sự báo hiệu Rằng các thiên thần luôn ở xung quanh các bạn Đừng lo lắng nhiều quá, mọi thứ sẽ ổn thôi Hãy cầu nguyện để các ngài bước vào Giúp cho mọi việc nó có sự gọi là tốt đẹp hơn Trong cuộc sống của các bạn nha bạn sắp nhận được một cái hoa món quà đặc biệt từ ân trên rồi tuy nhiên các ngài đòi hỏi các bạn phải có sự tự tin ừ, đây là thời điểm dành cho các bạn ha. thế giới cần bạn và bạn đang được gọi là yêu cầu rất là nhiều khi mà bạn vượt qua những thử thách trong cuộc sống và nhận được những món quà của các ngài ừ, bạn hãy biết rằng các ngài đã chọn bạn và bạn có mọi thứ bạn cần để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hãy bước đi với tư thế ngẩng cao đầu và thực hiện những cái bước theo cái hướng tiến tới cái mục tiêu của các bạn với cái sự tự tin à, cái ngày sẽ ở bên các bạn trên mọi bước đường ừ. các bạn là người được chọn à, để tạo ra những điều gì đó thay đổi cuộc sống này tốt hơn tích cực hơn hoặc là tạo nên những cái tấm gương mẫu à, giúp cho những người khác họ có thể noi gương và làm theo những cái à, hướng đi đúng đắn à, bạn chính là cái người cầm ngọn đuốc à, dẫn đường chỉ lối cho người khác ha và ngoài ra một cái thông điệp mà ơn trên dành cho các bạn đó là khi mà bạn mất đi một cái điều gì đó trong cuộc sống thì có điều tốt hơn nó sẽ thay thế cái điều mất đi à. ngay cả cái sự mất mát nó khiến cho bạn cảm thấy nặng nề vào lúc này à, bạn vẫn còn rất là nhiều thứ để đạt được ừ. cái tầm nhìn kỳ diệu mà bạn sẽ nhận được à, mang lại cho bạn được cái sức mạnh tạm thời để thể nhìn thấy được tương lai là một cái nơi rộng lớn Đầy khả năng và tiềm năng cho các bạn à, Các bạn sẽ được ơn trên cung cấp Cho các bạn cái nhìn sâu sắc hơn Về những cái điều kiện phía trước các bạn à, Biết trước tương lai của mình Để mình biết có những cái bước chuẩn bị à, Để đạt đến cái ước mơ của các bạn Đây là một cái thời gian kết thúc Và khởi đầu mới ừ. Đã đến lúc các bạn có sự gọi là Kết thúc một số trải nghiệm trong cuộc đời Và sắp có một cái điều gì đó mới mẻ Được diễn ra à và đừng chống lại uh, dòng chảy cuộc sống này bởi vì kết thúc là những cái trải nghiệm quan trọng và sẽ giúp cho bạn có thể xây dựng được cái nền tảng dưỡng chất hơn cho cái cuộc phiêu lưu tiếp theo của mình uhm. ngoài ra à, đây cũng là một cái lời cảnh báo cho các bạn hãy tìm hiểu tất cả sự thật trước khi bạn đưa ra kết luận về một ai đó uhm. bạn không thể biết hết câu chuyện nếu như chưa đọc uh, đến cuối cùng và ngoài ra thì một cái câu chuyện gì đó mới sắp được mở ra trong cuộc sống của bạn và nó khá là thú vị Các bạn đang được kêu gọi hãy mở rộng trái tim của mình đi và bạn sẽ nhận được những cái phước lành của ân trên ừ. Các ngài đang rất là yêu thương các bạn Và hãy mở rộng trái tim các bạn và yêu thương cuộc sống này, yêu thương chính mình Bạn cần phải có trách nhiệm với việc yêu thương chính mình à bạn phải cho đi tình yêu một cách tự do vô điều kiện và yêu thương người khác vì trái tim của bạn nó rộng mở ừ. ở đây thì mình thấy là các bạn sắp gọi là thu hút vào trong cuộc sống của mình một cái tình yêu à, nếu như các bạn đã từng đau nhất từng cảm giác đau vỡ tan vỡ trong tình yêu thì sẽ có một cái tình yêu lớn đang đến với các bạn đó ừ. cho dù hiện tại bạn đang ở đâu trong cuộc đời của mình thì tình yêu đã đến nó sẽ dẫn dắt các bạn đến những cái trải nghiệm quan trọng À, hãy tin tưởng vào tình yêu thương ừ. hoặc là cái luân xa tiên của bạn nó sẽ được chữa lành à, sau những cái uh, vết nứt à, những cái sự gọi là đau khổ nhức nhói gì đó ừ. mọi thứ sẽ được chữa lành hoàn toàn cho các bạn điều gì để âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn bạn chưa biết à, ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn sẽ có một cái sự gọi là kết thúc một cái giai đoạn nào đó không còn phù hợp nữa. Nhìn nhận ra những cái yếu điểm của bản thân và cố gắng khắc phục. À, và nhìn nhận ra được cái tương lai, mục tiêu, mục đích sống, đích đến của mình là gì. À, và tiến đến nó một cách ngoan cường nhất. Và các bạn sẽ có được những thành quả thắng lợi vô cùng rạng rỡ. À, mình thấy giống như các bạn được sinh ra một lần nữa vậy đó. À, Uh, có một cái sự ngộ ra rất là nhiều điều mới mẻ Và thay đổi bản thân của mình, tư duy của mình Để đổi mới cuộc sống của mình Như ý bằng mong muốn uh. Đó, liên quan đến tình yêu nữa đó uh, Sắp có một cái tình yêu gì đó rất là dạt dào tuôn đổ vào trong cuộc sống của các bạn Một số bạn có thể là bạn sẽ yêu đối tượng nước ngoài Hoặc là uh, hai người ở hai quốc gia khác nhau Hoặc là ở đây có một số bạn các bạn sẽ Ừ, sắp có những cái tin tức từ người thân ở nước ngoài gửi đến hoặc là những cái người gọi là có một cái sự muốn hợp tác muốn làm ăn kinh doanh mua bán gì đó với các bạn à, Mình thấy là như vậy ừ. sẽ có những cái đối tác nước ngoài liên hệ với các bạn hoặc là một vài bạn ở đây các bạn đang muốn học ngoại ngữ ừ. các bạn có khả năng là muốn học ngoại ngữ và các bạn không biết là mình có thành công hay không là sẽ thành công các bạn đang được ơn trên hỗ trợ bạn rất là nhiều Để bạn có thể đạt được ước mơ của mình cho nên bạn muốn học thì bạn hãy học đi à, bạn nào đang mong chờ tin tức từ nước ngoài gửi đến không biết là có phải tin tức uh, tốt đẹp hay không là tin tốt đẹp và có khả năng một số bạn sắp nhận được quà nước ngoài nè hoặc là một vài bạn thì có khả năng là uh, sẽ hoàn thành xong các vấn đề giấy tờ pháp lý hồ sơ gì đó mọi thứ đang trong cái quá trình gọi là um, uh, có, có kết quả có cái sự gọi là kết thúc cái quá trình hoàn thành xong mọi thứ những khó khăn sẽ được dỡ bỏ và nó sẽ được gọi là vượt qua được giấy tờ của bạn nó sẽ thắng kiện hoặc là thắng vượt qua được những giai đoạn khó khăn khúc mắc ha mọi vấn đề sẽ trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn à, mình thấy là như vậy ừ. khả năng là đến một cái hồi cơ hội cuối rồi cái gần kết thúc và hoàn thành xong mọi thứ rồi cho nên bạn đừng có mất kiên nhẫn à, ngoài ra có một số bạn thì có khả năng là sắp tới mà sẽ đọc được rất là nhiều tin tức liên quan đến ai đó trúng số hoặc có một cái sự gọi là rất là nhiều tiền phát triển kiểu như là họ có một cái sự gọi là gia tăng lợi nhuận hoặc có những cái niềm vui bất ngờ liên quan đến tiền bạc tài chính hoặc là có một số bạn có khả năng là sắp tới bạn sẽ có những vận may bất ngờ liên quan đến tài chính tiền đạt bạc đến với bạn khá là nhiều hoặc như mình nói là các bạn sẽ nghe hóng được những tin tức liên quan đến vàng bạc việt nam thế giới rồi đó ừ. có sự tăng trưởng ha À, một số bạn ở đây thì có khả năng là có tin vui về con cái của bạn hoặc của người thân của bạn họ có sự gọi là sinh con thành công chẳng hạn thậm chí có một số người là sinh đôi ha một trai một gái ừ. À, ngoài ra thì mình thấy có thể là à, trong thời điểm này các bạn nên có sự gọi là tuân thủ pháp luật thì cuộc sống của bạn công việc của bạn nó sẽ an toàn và bình ổn bình ổn bình vững ừ mình thấy có những yếu tố nước ngoài gì đó được mang đến cuộc sống các bạn hoặc là những cơ hội được mang đến các bạn ừ, là có khả năng các bạn sẽ đi du lịch nước ngoài các bạn có tiền các bạn đi du lịch nước ngoài hoặc là có khả năng các bạn sẽ gặp được rất là nhiều người nước ngoài đến Việt Nam du lịch à, trong thời gian sắp tới này ừ, đặc biệt có khả năng là mùa hè ừ, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn uh, sẽ được thôi thúc muốn giúp đỡ trẻ em hoặc là có khả năng sắp tới bạn sẽ gặp rất là nhiều trẻ em. Có cơ hội tiếp xúc với chúng Hoặc là có một vài bạn thì có thể năng là Cái đứa trẻ bên trong của bạn nó trở nên vui vẻ, rộn ràng, hạnh phúc hơn Hoặc là có khả năng là có người thân họ hàng gì đó sắp về thăm các bạn tặng quà Như mình nói có thể là người nước ngoài hoặc là người thân ở xa à, Hoặc là sắp một có số bạn thì có khả năng là sắp đi ăn đám ha, uh, à, Hoặc là trong giấc mơ sắp tới bạn sẽ nhìn thấy được ông bà tổ tiên về báo mộng Hoặc là sẽ có những cái thông điệp gì đó mang đến cho các bạn để khuyến khích để động viên ha để củng cố ở đây và trong thời điểm này chạy xe cẩn thận như mình nói có giấy tờ hồ sơ rồi đầy đủ hết ha, để tránh vấn đề va va vấp và vấn đề pháp lý ừ. nhưng mà mình thấy ở đây toàn là những thông điệp tích cực cho các bạn thôi chỉ là một cái lời nhắc nhở nho nhỏ thôi ha. hoặc là bạn sẽ thấy được sắp tới sẽ có những cái điều luật điều lệ gì đó được thay đổi được ban hành ừ. Um, một số bạn ở đây sắp tới người ta có sự khen các bạn ở uh, nhìn các bạn trẻ hơn hoặc là mình thấy có thể là um, sắp tới bạn sẽ nghe được một số tin tức uh, từ những người khác uh, Nó tên nó lui kiểu như có sẽ có những cái người họ nói ừ bạn trúng số ha cho nên bạn có cuộc sống thoải mái um, hoặc là họ nghĩ rằng bạn là người có cuộc sống khá là giàu có nói chung có những người nói sau lưng bạn nhưng mà có thể họ nhận định hoặc có sự ngưỡng mộ bởi vì họ cảm thấy bạn rất là thành công hoặc là giàu sang hoặc là À, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc yên ổn, à, có một số ít bạn thì có khả năng là có một cái người cũ nào đó tìm về các bạn nha. Ừ. thì mình thấy là như vậy. thậm chí có một số bạn các bạn đang trong một cái tình yêu nào đó thì khá là đẹp đẽ, thì cứ tiếp tục ha, cứ tiếp tục, cứ gọi là vui vẻ và chia sẻ với nhau bởi vì có khả năng là cái giai đoạn mà gọi là lên kế hoạch kết hôn nó đang gần đến rồi. Ừ. Mình thấy là như vậy. Những thành tựu những chiến thắng ha, đang được gọi là đổ dồn vào trong cuộc sống của bạn Nếu như bạn luôn cố gắng, nhiệt quyết, nhiệt thành, chăm chỉ, kiên nhẫn, bền bỉ Và luôn sống tốt ha, Thì um, mọi thứ tốt đẹp sẽ được gọi là vũ trụ ban cho các bạn Ngoài ra thì có khả năng một số bạn các bạn uh, uh, Nên sống trung thực ha Hoặc là các bạn gieo nhân nào gặp quả đó Và cuộc sống của bạn nó đang ở trong cái giai đoạn gọi là kế hoạch của vũ trụ rồi Cho nên vũ trụ đang đẩy, đang lăn xê các bạn lên đó bạn nào đã làm sao làm rất là tốt đẹp là sống tốt thì bạn đang gọi gặt hái được rất là nhiều những phước lành ân sủng đến với các bạn tuyệt vời luôn ha. Và, và vũ trụ sẽ cho bạn biết rằng bạn chính là đứa con yêu quý của ngài nên ngài muốn đem đến những giá trị tốt đẹp nhất cho các bạn có một số bạn sẽ thành công trong vấn đề gọi là tiền thừa kế ừ, thừa kế cái vấn đề thừa kế đó hoặc là tin tức thừa kế của người khác ha kiểu vậy à ở đây mình thấy có thể là một vài bạn ở đây các bạn có khả năng là sẽ có một sự cải thiện được cái bóc dáng của mình nếu như bạn mong muốn nha ừ. thì có khả năng là các bạn sẽ uh, giữ được cái cân nặng hoặc là giảm cân uh, Mình thấy là như vậy à và các bạn chú trọng cái vấn đề ăn uống uh, vấn đề về gọi là bao tử dạ dày ha ừ. để không có bị cái vấn đề uh, um, rối loạn tiêu hóa tàn tháo rượt bởi vì giai đoạn là giai đoạn gọi là kiểu thay đổi những cái cũ để đóng nhận những cái mới mà cho nên là đôi khi có thể nó sẽ khiến cho bao tử của bạn có vấn đề để thải độc để thanh lọc cơ thể các bạn uống nước nhiều trong thời điểm này ừ. thì mình thấy là như vậy ừ. Cái bàn tuần một quá là hên luôn đó Rất là may mắn luôn Toàn là những cái thông điệp đẹp thôi Tuyệt vời luôn Đặc biệt vấn đề tài chính đó Với tình yêu <laughs> Các bạn được khuyến khích thể nâng cao sự lạc quan Bởi vì các bạn đang được ân trên Có sự là giúp cho bạn tăng cường cái sức bền Đồng thời khuyến khích các bạn hãy tiếp tục Đây là giai đoạn các bạn có sự phát triển về cá nhân Và thức tỉnh tâm linh à, Và những câu trả lời sẽ được mang đến cho các bạn Trong thời điểm này Hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của bạn nhưng có đừng có sự gọi là trở nên quá chói ngợp bởi những cái lời nói tiêu cực về bản thân của mình. Ừ. Thời điểm này nói chơi cũng không nên nói nữa ha kiểu vậy nên nói những cái lời khẳng định tích cực nhất, ừ. đừng nói những cái điều không hay về bản thân của mình hoặc những cái dồn những cái sự xua rũ bản thân của mình. kiểu như là có sự oán trách than quản cuộc đời hay gì đó vân vân. Ừ. Hãy dùng những cái ngôn từ tốt đẹp nhất để bản thân của mình. À, thu hút được những điều tốt đẹp nhất, à. những sự khởi đầu mới, những may mắn, những cái sự gọi là sinh sản và phát triển trong cuộc sống của các bạn đó. sắp tới khả năng các bạn sẽ nghe được những tin tức uh, cưới hỏi rất là nhiều hoặc là xem được rất là nhiều những cái video liên quan đến vấn đề này, hoặc là những người bạn biết, ha, bạn bè cũ hoặc là những cái người uh, nổi tiếng gì đó. Uhm. Đây là cái giai đoạn có sự tin tưởng trọn vẹn và ngoài ra gia tăng cái sự bình yên trong cuộc sống các bạn. Ừ. hoặc là các bạn sẽ có được cái sự thân mật sâu sắc hơn trong các mối quan hệ à, và có những bạn như mình nói sẽ có những cam kết lâu dài nó rất là liên kết với những cái thông điệp nãy giờ luôn đó hoặc là một cái chu kỳ học tập nó sắp kết thúc à, bạn sẽ có được những thông tin cần thiết ừ, một số bạn sẽ thi cử thành công nha cho nên đừng quá lo lắng cứ gọi là tập trung lên kế hoạch rồi có những cái bước chuẩn bị uh, chỉnh chu cũng như là cân bằng để chăm sóc bảo vệ sức khỏe của mình nữa và tránh xa những điều khiến bạn có thể gọi là sao nhãn với cái việc học của mình. Các bạn đang gia tăng được khối sáng tạo của các bạn. Hãy có một sự bảo vệ bản thân của mình khỏi những cái điều u sầu yếu đuối ha, bởi những điều này nó sẽ khiến cho cái giấc mơ của bạn bay xa. Ừ. Ở đây là một cái thông điệp liên quan đến mối quan hệ của các bạn sẽ nâng lên một cái tầm cao mới hoặc bạn đang ở trong cái giai đoạn của sự gọi là tái tạo năng lượng và phát triển. À, các bạn có sự có sự gọi là phát triển giữa cái việc gọi là gắn kết vật chất với tinh thần nữa ừ. và hãy có một sự chăm sóc bản thân à, chăm sóc cuộc sống của mình và phát triển theo cái hướng tích cực ừ. một số bạn sắp tới khả năng các bạn sẽ có sự qua đọc được những tin tức liên quan đến ai đó có một sự gọi là à, vi phạm với vấn đề về bản quyền à, đạo văn của người khác vân vân ừ. Hoặc là bạn cẩn thận những cái người khác có khả năng là, là, sẽ có một sự lấy ý tưởng gì đó của các bạn. Chẳng hạn nếu như bạn làm trong những lĩnh vực này. Ừ. Rồi, à, mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi. Điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết và đang nhận ra bài chung hay nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn hay ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Đây mình thấy các bạn tụ 2 là những người hiện tại đang tập trung hơn vào sức khỏe của mình. Các bạn là những người rất là mạnh mẽ, cứng cỏi, rất là yêu thú cưng, số bạn ở đây thì nói chung là cuộc sống của bạn cũng có rất là nhiều những cái giai đoạn khiến bạn cảm thấy bất an nhưng mà các bạn đều có sự gọi là dưỡng mạnh để vượt qua được những giai đoạn thử thách đó ừ, các bạn khá là khiêm tốn hoặc là một số bạn đang trải trở nên nhẹ nhàng hơn điềm tĩnh hơn à, và bảo vệ cái um, cảm xúc của mình hơn các bạn không có để bản thân của mình dễ dàng bị lay động bị thao túng cảm xúc bởi bất kỳ những cái nguồn tiêu cực nào ừ, Các bạn biết suy si, nghĩ và có sự là khôn ngoan tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn rất là nhiều Một số bạn có thể là trong thời gian tới các bạn sẽ có những cái khởi đầu mới gì đó trong cuộc sống của mình Làm mới mọi thứ hoặc là bắt đầu một cái điều gì đó mới để phát triển ha. Hoặc một số bạn sẽ có những chuyến đi du lịch, ha, tiến đến những cái nơi mà bạn gọi là mong muốn Hoặc là trong bạn bây giờ các bạn rất là thích gọi là có được cái sự tự do thanh thản bình yên không có thích bị dướng bận bất cứ điều gì cả À, không có thích bị ràng buộc nữa à, các bạn đang tập trung hơn vào vấn đề tiền bạc của mình rất là nhiều nỗ lực hết sức mình chăm chỉ kiên nhẫn và kiên trì ừ, các bạn dường như đang tập cho mình cái thói quen ít nói ha. À, à, không có còn kiếm chuyện mà thích kiếm tiền hơn ừ. đối với bạn bây giờ tiền bạc là quan trọng <laughs> à, một số bạn các bạn đang lùi lại để quan sát xem xét tình hình cái thế sự cuộc sống này và xem mình sẽ nên đi hướng nào để phát triển cuộc sống của mình hoặc là có một vài bạn ở đây làm việc quá mức thì có khả năng sẽ bị đuối sức kiệt sức cho nên là cần nghỉ ngơi nha ừ, Mình thấy dường như là có một số bạn các bạn đang bị dướng díu dướng, dướng dấp vào một cái điều gì đó mà nó nó chưa có giải phóng được á các bạn còn đang gọi là si tư và đang có sự gấm giống như là có sự xuôi theo dòng để xem qua nó sẽ như thế nào ha, hoặc là có điều gì đó bạn cũng đang suy nghĩ có nên giải thoát bản thân của mình khỏi một cái điều gì đó mà ràng buộc hay không À, dường như mình thấy các bạn đang ở trong cái trạng thái khá là cô đơn cảm thấy buồn bã à, hoặc là có những cái điều gì đó mình cảm thấy thiếu thốn chưa đủ à, không bằng người khác vân vân nói chung là mình thấy dường như các bạn đang có cảm giác kiểu hơi bị gọi là mất cân bằng à, cảm thấy mọi thứ nó chưa được an toàn à, và các bạn chỉ muốn được yên thân chỉ muốn ở một mình thôi không có muốn tiếp xúc quá nhiều người mệt mỏi tiêu cực Uh, một số bạn ở đây ở đang đang ở trong cái trạng thái của sự gọi là bệnh uh, nên cần thời gian để chữa lành hoặc là có một số bạn thì uh, các bạn đang ở trong một cái tình yêu gì đó mà cảm thấy rất là cô đơn và các bạn cảm thấy như mình bị mắc kẹt bị vướng víu có một số bạn muốn uh, giải thoát muốn có một cái sự đổi mới hoặc là muốn có sự gọi là tự do uh, chỉ thích kiếm tiền thôi dường như các bạn cũng không có còn thiết uh, tha thiết yêu đương nữa kiểu vậy uh, hoặc là bạn đang tự nghĩ mình nên làm gì bây giờ uh, và mình thấy có một số bạn các bạn sẽ Uh, có một sự gọi là chấp nhận ha. chấp nhận tình huống hoàn cảnh các bạn tập trung hơn vào vấn đề tiền bạc của các bạn là chủ yếu nhất tập trung vào bản thân và sức khỏe của mình các bạn có sự gọi là khôn ngoan uh, tỉnh táo trưởng thành hơn rất là nhiều so với những cái giai đoạn trước ừ, mình thấy là như vậy các bạn được khuyến khích là hãy biết ơn nhiều hơn trân trọng nhiều hơn uh, bởi vì mình thấy các bạn có đầy nè chỉ là các bạn cảm thấy là mình chưa đủ thôi nhưng mới đối với người khác người ta nhìn vào người ta lại rất là mong ước có được một cuộc sống như các bạn cho nên mình khi mà mình nâng cao lòng biết ơn mình sẽ thu hút được rất là nhiều cái sự biết ơn, sự dồi dào, sự đủ đầy. Còn các bạn không có lòng biết ơn thì bạn chỉ toàn thu hút những sự thiếu thốn thôi. À, thậm chí mình thấy khi bạn có lòng biết ơn mà sẽ thu hút được rất là nhiều, gấp 4 lần những gì mà bạn mong đợi đó. Ừ. nên thời điểm này là có một số bạn hơi chán ngán hoặc là cảm thấy uh, tiêu cực một chút là các bạn phải điều chỉnh lại à, để có sự kết nối với dòng chảy hình tượng à, tuôn chảy vào trong cuộc sống của các bạn điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn mà bạn chưa biết à có một số bạn ở đây mình thấy các bạn nên uống nước nha dạ gần đây thấy có rất là nhiều người có sự hờ hững với nguồn nước đó cho nên hay uống nước nhiều ướn nước nhiều mình có sự tỉnh táo và mình biết mình nên làm gì ha một số bạn ở đây mình thấy các bạn có vui chơi với hút cưng của mình cẩn thận coi chừng bị nó tr... cào cấu trầy xước hoặc là bị cắn nha hoặc là các cẩn thân cẩn thận gọi là chó dữ hoặc là mèo rồi đó ừ, mình thấy là như vậy hoặc là đồ đạc của mình để cẩn thận để tránh bị nó gọi là cào xé ha Kể vậy ừ. À, có một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn đừng tin tưởng người ta quá ha, tin tưởng bất kỳ ai hết bởi vì có khả năng người ta làm cái điều gì đó sau lưng các bạn và gây tổn hại cho cái danh tiếng hoặc là tổn hại cho cái um, tôn nghiêm của các bạn đó ở đây mình thấy có thể một số bạn sắp tới bạn sẽ có sự gọi là sửa chữa quần áo của mình đồ đạc của mình đặc biệt là có một vài bạn có khả năng là các bạn thon gọn hơn cho nên là có thể làm quần áo nó có sự rộng rộng rung rinh ớ rộng gọi là thùng thình hoặc là có một vài bạn có khả năng là cái lưng quần nó hơi bị giãn đó cho nên rất là dễ dễ bị cái vấn đề gọi là tuột cho nên có một số bạn thấy có sự sửa chữa ở đây à, À. ở đây mình thấy những bạn nào mà gọi là yêu nhau thì rất là dễ các bạn sẽ có rất là nhiều những cái sự gọi là um, cảm xúc mê đắm mãnh liệt về chuyện tình ái ở đây à, có những cái sự gọi là nảy sinh tình cảm à, hoặc là có một vài bạn thì nảy sinh những ham muốn trong tình yêu ha, một cách hơi bị vô độ đó cho nên hãy cẩn thận cái sự tiết chế và cân bằng để tránh nguy hiểm cho bản thân hoặc là người khác uhm. Hãy cẩn thận để mong muốn của bạn vẫn tốt đẹp và mong muốn của bạn không gây tổn thương cho bản thân hoặc là người khác nha. À. Tốt nhất là các bạn nên có một sự thận trọng tiến về phía trước. Và nếu như bạn đang có những cái thắc mắc về một cái mối quan hệ gì đó, à. có thể bạn đang lên cái sự gọi là ám ảnh gì đó và phải mất một cái khoảng thời gian mới có thể hồi phục lại, lại được. ở đây mình thấy có một số bạn các bạn có một sự kết nối tình cảm với một ai đó các bạn hết sức cẩn thận để tránh người ta gọi là hãm hại đặc biệt các bạn nữ hãm hại rồi gây cho bạn cái sự ám ảnh ừ. cẩn thận có những vấn đề như là um, ăn uống với những cái người mới quen hoặc là cẩn thận cái vấn đề bỏ bùa hút mê thôi miên ừ. hoặc là có một số bạn ở đây thì uh, sẽ có những cái người hơi bị uh, Uh, suy nghĩ không tốt hoặc là suy nghĩ um, lệch lạc đó, hay làm những cái vấn đề mà trên uh, trang mạng hay đưa lên đó, cẩn thận ha. Đặc biệt các bạn nữ những người buôn bán giao dịch thì đó có những cái người nam họ đến họ hay xô bài đó, xô <laughs> bài cái uh, cái cái uh, uh, cái điều quý của họ đó. Cho nên là các bạn cẩn thận cái vấn đề này. Ừ, có khả năng trong thời gian tới mình sẽ đọc được rất là nhiều những tin tức liên quan vấn đề này. Uh, có những người ham muốn vô độ thì có khả năng là họ có những cái hành động thiếu chuẩn mực. À, cho nên việc của mình là phải biết bảo vệ bản thân của mình. Ừ. À, một số bạn các bạn đang yêu các bạn có những cái sự gắn kết thân mật với nhau rồi thì hãy có một cái sự cẩn thận với những cái đòi hỏi quá đáng từ cái đối tác của các bạn à, để tránh gây tổn thương cho chính mình. Ừ. Ở đây mình thấy có một số bạn có khả năng các bạn sẽ có một cái sự lặp lại một cái trải nghiệm nào đó và có khả năng là các bạn sẽ có một cái sự tỉnh táo để nhìn thấy được cái đó là cái vòng lặp à, và biết cách để có thể giải quyết cái vòng lặp đó luôn. À, có những cái thói quen không tốt hoặc có những cái người nào đó mà họ có một cái sự tương tự với cái đối tượng nào đó bạn đã quen họ cũng tạo nên một cái vòng lặp giống vậy à, và bạn cảm nhận sao giống quá ha và các bạn cần phải xử trí khôn ngoan chứ không có thể nào ở trong cái vòng lặp không có thực hiện hoặc là hành động như những cái gì đã trong quá khứ nữa mình phải thay đổi hoàn toàn nếu như trong tình yêu ai đó không tốt với mình họ đòi hỏi quá nhiều bạn có quyền từ chối say no ha à, chứ không có nên gọi là hy sinh quá nhiều rồi cuối cùng cái người đau khổ là bạn À, có một số bạn các bạn đã trải nghiệm các bạn đã thấm nhuận các bạn đã đau đớn như thế nào thì bây giờ thời điểm các bạn sẽ có khả năng gặp một số người như vậy và bạn phải tỉnh táo hết sức tỉnh táo ừ. hãy xem mình muốn gì thực sự cần gì à, đừng để những cái sự quyến rũ hay là những cái cám dỗ gì đó nó ảnh hưởng đến cái quyết định của các bạn ừ. và hoặc là một số bạn ở đây thì mình thấy các bạn nên gọi là thực hiện những cái điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống của bạn Hoặc là có khả năng một số bạn các bạn sẽ có một cái sự gọi là bắt đầu một cái chu kỳ Mà nó giống như như chu kỳ trước Giống như các bạn có sự gọi là bắt đầu những gì đó mới Rồi các bạn nỗ lực hết sức mình Rồi các bạn tạo ra những cái giá trị mới Những thành công mới, kiểu vậy ừ. Ở đây thì mình thấy các bạn có một cái trực giác rất là nhạy bén Cho nên nó sẽ giúp cho bạn có thể nhận thấy được những vùng lập Những điều không đúng À, hoặc là giúp cho bạn có khả năng gọi là um, thấu đáo hơn, có những hướng dẫn để bạn có thể đi đúng đường hơn. Và thời điểm này các bạn được khuyến khích hãy ở gần nguồn nước hơn, uống nhiều nước, à, cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể của mình. À. Và có khả năng mọi thứ trong thời điểm này của cuộc sống của các bạn đang có những cái thực sự thay đổi hình dạng trước các mắt các bạn. Hãy đi theo dòng chảy à, vì những cái thay đổi này là dấu hiệu mạnh mẽ của những trải nghiệm, những bài học và những cái quà tặng tuyệt vời. Uhm. Ngay cả khi bạn không hiểu những cái sự thay đổi này vào lúc này nhưng mà bạn sẽ hiểu sau này nha. Ở đây mình thấy dường như là bạn nếu mà khi mà bạn cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể thì có khả năng cái nguồn dồi dào hình dưỡng của bạn nó sẽ có sự tăng lên đó. Cho nên cố gắng hút uống nước nhiều ha. Và có sự chừng mực ha, cái gì mà gọi là quá nhiều quá ấy cũng không tốt. Phải có sự chừng mực. Ừ. Nhưng mà đây bà đảm bảo một cái sự gọi là cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể các bạn và ngoài ra ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích hay có sự chờ đợi bị bởi vì cái điều tốt đẹp nhất nó vẫn chưa đến ừ. hãy luôn giữ vững niềm tin của mình vì nếu như bạn có sự chờ đợi và kiên nhẫn thì sau này các bạn sẽ được ơn trên tiết lộ cho bạn những điều kỳ diệu à. đây là một cái lời cảnh báo nhẹ nhàng đừng để bị cuốn vào những cái mong muốn đạt được cái mục tiêu quá sớm à, bạn có thể chọn được những cái quả chua à, nhưng mà hãy có một sự chờ đợi À, một cái thời điểm mà nó sẽ trở nên chính mọng và mọng nước thì sẽ tốt hơn, à, đừng hái quá sớm. Và ơn trên sẽ cho bạn biết khi nào thời cơ chính mùi, ha, hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn và bền bỉ, đừng có hấp tấp dò ừ. Và một cái thông điệp ha, à, khuyến khích các bạn, đây là một cái dấu hiệu cho thấy là những cái nhu cầu của bạn đang được đáp ứng, à, bạn đang đạt được cái mục tiêu của mình. À, hãy có một cái sự tôn vinh sự lựa chọn của bạn vào lúc này à, vì à, bạn sẽ có được cái sự hoàn thành bây giờ là lúc các bạn có sự tích hợp và tiếp thu những gì mà bạn đã học được gần đây và hãy tận hưởng từng khoảnh khắc và biết rằng mọi cuộc gặp gỡ đều nhằm một cái mục đích nuôi sống tâm hồn các bạn à, bạn được sinh ra để có một cuộc sống phong phú dồi dào thỏa mãn và nếm trải tất cả những gì trải nghiệm mang lại hãy nhìn xung quanh và nhận ra tất cả những điều mà cuộc sống um, của bạn có được cái sự đầy đủ, vốn có của nó. Bạn có rất là nhiều lý do để bạn có thể cảm thấy hài lòng về bản thân của mình. Mọi chuyện nó sẽ ổn thôi, ha um, mọi thứ nó sẽ được hoàn thành thôi. Cho nên đừng lo lắng quá nhiều. Um, một số bạn sắp tới sẽ có những cái buổi tiệc ăn mừng chiến thắng, thành công, thắng lợi gì đó uh, cho cái sự nghiệp của mình hoặc cho những gì mà bạn đang cố gắng phát triển đó bạn sẽ tiến đến cái mục tiêu các bạn thôi à. và ngoài ra thì ơn trên đang có một cái sự cảnh báo với bạn rằng có thể có những cái người nào đó họ rất là ganh tị hoặc là ganh ghét các bạn nhưng mà không sao cả tất cả sẽ ổn thôi bởi vì bạn đang được ơn trên bảo vệ uhm. một số bạn ở đây thì uh, các bạn đang có những câu hỏi liên quan đến tình yêu thì đây là một cái đại diện cho một cái người nào đó họ sẽ luôn tận tâm bảo vệ và tử tế các bạn uhm tình bạn và tình yêu là thiêng liêng và những phẩm chất này rất là quan trọng để mối quan hệ phát triển à, nếu như cái đối tượng mà bạn đang quen họ không có những phẩm chất này thì hãy có một cái sự gọi là cầu xin ân trên để bạn có thể nhận thức rõ ràng để mình không có bị gọi là cuốn sâu vào một cái tình yêu à, không mang đến cho bạn cái sự hạnh phúc ha hãy cầu xin ân trên mang đến cho bạn một cái người thực sự phù hợp, ha. biết yêu thương, biết bảo vệ, biết tự tế các bạn. Ừ. Bạn hãy nhớ rằng cuộc sống là cái sự học hỏi và biết phân biệt ai đúng ai sai. Ừ. Có một cái thông điệp khác cần xem xét ở đây, à, để xem coi bạn có thực sự đang gọi là thực hiện đúng hoặc là có một sự sống hòa đồng với mọi người hay không, sống tốt với mọi người hay không. Ừ và đây là thời điểm tốt để bạn có thể suy nghĩ về mức độ cam kết của bạn với con đường của bạn đó ừ. thời điểm này bạn không nên gây thù chuốc oán hoặc là có ai đó gây hận thù các bạn các bạn cũng đừng quan tâm à, kệ họ bởi vì người đang làm trời đang nhìn ơn trên thấy hết và có sự bảo vệ các bạn cho nên bạn chỉ cần gọi là tin tưởng cầu sinh sự giúp đỡ và tưởng tượng bạn được bao bọc trong cái ánh sáng bảo vệ của thần thánh của các thiên thần à, thì bạn sẽ luôn gọi là được an toàn và À, bình ổn ừ. Cho nên mới có một cái thông điệp Hồi nãy mình nói rồi Một cái dòng lập đó Có một số bạn có thể là bạn quen một ai đó Giống như một số bạn có người cũ rồi nha Các bạn quen một người cũ Các bạn không thấy hạnh phúc với cái người đó Và bạn quen một người mới Và cái người này họ hành xử lúc đầu cũng tốt đẹp Sau đó lại lộ ra những cái bản chất Của cái người cũ giống vậy Thì bạn cần phải dứt khoát rời đi Để mình không có bị mất thời gian nữa và cầu xin ơn trên và các ngài sẽ gửi cho bạn một cái người mới tốt hơn ha mang tính chất của sự bảo vệ, sự tử tế, sự yêu thương, sự quan tâm các bạn. Ừ. Chứ các bạn đừng có gặm nhấm, đắng cay rồi có sự gọi là um, hy sinh, phục vụ hay gì đó để người ta yêu bạn hơn không? Ngừng lại ha, đừng sống trong cái vòng lặp nữa, kết thúc là được rồi. Ừ. Có thể bạn đang được kiểm tra hay đó ừ. để bạn có thể chuẩn bị đón nhận một cái người mới phù hợp hơn khi bạn vượt qua được cái vòng lặp này hoặc một số bạn các bạn đang yêu một ai đó và họ rất là tử tế các bạn nhưng mà bạn luôn nghi ngờ lúc trước các bạn cũng có những cái sự chia tay với những người gọi là bạn nghi ngờ họ nhưng mà thực sự sau đó các bạn nhận ra họ rất là tốt thì bây giờ có khả năng bị thử thách một lần nữa à, bạn bị thử thách bởi những cái nghi ngờ lo lắng lo tan gì đó rồi cuối cùng à, gây cho bạn cái hậu quả xấu thì các bạn cần phải à, kiểm soát lại cái suy nghĩ của mình bình tĩnh giải quyết để không có bị rơi vào những vòng lặp trước đó nữa ở, ra, ở đây lại một cái thông điệp dành cho các bạn các bạn sẽ rất là tiếc nếu như bạn gọi là định vi phạm một cái quy tắc uh, được đặt ra để bảo vệ bạn và những người khác uhm. đây là thời điểm các bạn phải tuân theo quy tắc của mình à, một số bạn ở đây có khả năng là giống như mình nói yêu một ai đó cảm thấy họ tốt quá mình có những quy tắc gì đó riêng biệt để có sự gọi là phân biệt đối tượng nhưng mà cuối cùng bạn bị những cái điều gì đó cám dỗ các bạn rồi cuối cùng các bạn bỏ qua phớt lờ cái quy tắc đó rồi cuối cùng bạn họ bị họ gọi là gây tổn hại cho các bạn thì hết sức cẩn thận <laughs> đặc biệt những bạn nào mà gọi là mà đang bắt đầu yêu một ai đó mà bị hơi bị gọi là hào nhoáng bên ngoài nó ảnh hưởng ha ừ. hãy luôn giữ cho mọi thứ một có một có một, một cái sự tỉnh táo trật tự à. và có cái sự gọi là nguyên tắc ở đây và hãy có sự tìm hiểu trước Ừ, những cái điều gì đó mà bạn đang gọi là muốn dấn thân à, để bạn có thể có một sự hòa hợp với nó ừ. hoặc một số bạn các bạn sắp có những cái sự gọi là bắt đầu những cái điều gì đó mới những kế hoạch gì đó mới hoặc tham gia một cái lĩnh vực gì đó mới mình phải nắm vững những nguyên tắc của nó để mình không có bị vi phạm à, thì mình mới có khả năng phát triển ổn định và lâu dài đây là thời gian của sự thay đổi và chuyển động và biểu tượng cho thấy các bạn sẽ có những điều bất ngờ tuyệt vời nếu ừ. bạn đang chờ đợi cái điều gì đó thì sớm thôi nó sẽ được hiện rõ à, bạn sẽ nhận được những câu trả lời mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ đến và bạn sẽ tiến gần hơn đến những thứ trước đây nằm ngoài tầm với các bạn ừ. có thêm một số bạn các bạn sẽ có những cái chuyến đi mà bạn luôn mong muốn thực hiện à, hoặc là có một số bạn sẽ có sự thay đổi hoàn cảnh ừ. hoặc là cuộc sống của bạn có sự thay đổi theo cái hướng tốt đẹp tích cực hơn ừ thì dù cho nó có những cái sự gọi là biểu tượng đi nhau chi chăng nữa hoặc là có những cái điều gì đó diễn ra đi chăng nữa hãy biết rằng cái sự thay đổi tuyệt vời này sẽ xảy ra à, và đây là lúc để bạn có thể hành động à, để có được cái, cái kết quả mà bạn mong muốn đó rồi điều gì đang diễn âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn bạn chưa biết ha ừ uhm khi mà bạn có sự quyết tâm nỗ lực ha và nhắm tới mục tiêu các bạn có một cái sự gieo trồng những gì mà bạn gọi là khát khao và mong đợi thì các bạn sẽ có được cái thành quả xứng đáng nè ừ, các bạn sẽ được cái nguồn tiền mà bạn luôn gọi là trông chờ một số bạn sắp có những cái nguồn tiền thu nhập gì đó được mang đến với các bạn hoặc là được rớt vốn hoặc là các bạn có khả năng là sắp làm từ thiện hoặc là được biếu tặng tiền Ừ, hoặc là mục tiêu của bạn là mong muốn có được cái sự đủ đầy dư giả thì các bạn đang gọi là trên đường gọi là đạt được cái điều này rồi Còn một số bạn sắp tới khả năng là các bạn sẽ uh, mua hoa về trưng uh, có những cái buổi lễ kỷ niệm gì đó một ừ. số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ có được những cái cảm xúc hạnh phúc ha? Ừ, ấm áp Đối với bản thân mình cảm thấy thỏa mãn, hài lòng với những gì mà mình có được trong cuộc sống nè ừ, Cảm thấy trân trọng, cảm thấy biết ơn Có khả năng cũng sẽ có những cái sự va vấp những cái sự thử thách, những sự khó khăn Nhưng mà mình thấy um, Với sự cố gắng, quyết tâm các bạn, các bạn sẽ làm được thôi Nhưng mà các bạn đừng có suy nghĩ mong lung nhiều quá, lo sợ nhiều quá rồi Ảo tưởng, ảo mộng nhiều quá hoặc là trăn trở nhiều quá bởi vì những nguồn năng lượng này sẽ khiến cho bạn có khả năng uh, rời khỏi những phước lành của mình mọi thứ sẽ hoàn công mọi thứ sẽ trọn vẹn mọi thứ sẽ tốt đẹp sẽ tiến đến mục tiêu uhm. và hãy rời khỏi những cái giai đoạn tâm tối của mình à, đào sâu nghiên cứu tại sao mình lại có những cảm giác bất an hoặc là tại sao mình lại có những cái suy nghĩ như thế này và giải quyết nó à ở đây một số bạn các bạn mình thấy có thể như mình nói hồi nãy có một cái thông điệp liên quan đến một cái sự gọi là tấn công của một ai đó có khả năng liên quan đến tấn công tâm linh kiểu như là họ có sự gọi là trao gửi những cái sự gọi là khó chịu hoặc là những cái điều gì đó u ám đến với các bạn đặc biệt là trong giấc ngủ các bạn có khả năng một số bạn và dạ, gần đây thao thức hoài không ngủ được hoặc là cảm thấy khó chịu buồn bã tuyệt vọng gì đó uể oải chẳng muốn làm gì hết à, thì à, các bạn hãy cầu xin đặc biệt là thiên thần michael bảo vệ các bạn ừ thiên thần uh, thiên thần Michael là một thiên thần gọi là có một sự trừ quỷ ha, à, diệt trừ những cái da uh, những cái điều u ám mù mờ âm um, 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 u tối tăm cho nên là khi mà bạn cầu nguyện các ngày thiên thần Michel sẽ bảo vệ các bạn hỗ trợ các bạn và tiêu diệt và loại trừ những cái gì tâm tối ra khỏi cuộc sống của các bạn và mang đến cho bạn cái sự công bằng công lý được thực thi uh, nhân quả sẽ đến uh, nhân quả sẽ đến cho nên là hãy tin tưởng vào luật nhân quả uh, À, không nên hại người Nhưng mà phải có tâm phòng người ha, Là điều cần thiết ừ, Những gì mà người ta mang đến cho các bạn Sẽ trở về với họ à, gấp đôi Và ngoài ra ở đây thì mình thấy các bạn cứ sống tốt trời xanh tự an bài cho các bạn thôi ừ, Các bạn được bảo vệ nè Có rất là nhiều thông điệp liên quan đến sự bảo vệ Cho nên các bạn cũng phải có một sự kiên nhẫn và kiên trì ừ, Bình tĩnh Dững dàng ừ, Tin tưởng một số bạn ở đây thì mình thấy là trong thời điểm này các bạn có khả năng là cũng thích mua sắm nhiều thứ lắm cho nên các bạn phải xem xét cân nhắc để tránh gọi là bị vung tay quá tráng tiêu tiền quá nhiều vào những cái món đồ không cần thiết à, thời điểm này nên tiết kiệm ừ. Chìm chi tiêu hoặc là có một số bạn ở đây làm ăn kinh doanh đó bạn phải có sự thành thật trung thực tượng tôn pháp luật ừ. để tránh gọi là bị ảnh hưởng gì đó ở đây ừ. có một vài bạn thì nói chung là trong thời điểm này là có liên quan đến um, thuế má rồi đó ha Liên quan đến um, những vấn đề về giấy tờ, hồ sơ gì đó Thì mình thấy nó sẽ được hoàn thành à, Nhưng mà cẩn thận với những cuộc gọi lừa đảo Những cái người thao túng uh, Sẽ gây cho bạn cái sự thất thoát ha Cho nên là uh, Một số bạn ở đây nếu như bạn làm cái vấn đề về Liên quan đến thuế hay gì đó Cần phải đến cơ quan nhà nước Chứ không thể nào là qua điện thoại bấm liên liên kết là lừa đảo hết Rất là nhiều chiêu thức lừa đảo Ừ uhm hết sức cẩn trọng ha, hoặc là ký kết giấy tờ hồ sơ gì đó thì hãy có sự tỉnh táo xem xét đọc rõ đọc kỹ để tránh bị thao túng bị dẫn dắt ha, rồi gây ảnh hưởng cho cái cái quyền lợi của mình à. số bạn ở đây thì mình thấy các bạn giữ cho mình cái tinh thần của sự ổn định để tránh gọi là tranh cãi đôi co cãi cọ với người khác à. và giữ cho mình tâm thái của sự bình yên tập trung vào những gì mình mình mong muốn tập trung vào cái niềm vui, sự bình ổn, nghỉ ngơi, cân bằng để mình không có bị gọi là uh, quá nhiều cái sự uh, khó chịu thì có khả năng gây ra những cái sự ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn. Đặc biệt có khả năng một số bạn trong tình yêu trong thời gian tới mà các bạn không có tìm hiểu kỹ lưỡng vấn đề, các bạn có một cái sự trách móc gì đó thì rất là dễ rơi vào vòng lặp uh, của quá khứ và có khả năng gọi là dẫn đến cái cảnh uh, chi tai, nghe kết nối vân vân Đau buồn, ly biệt gì đó ừ. Còn nếu như các bạn có khả năng nhận ra Được cái vòng lặp thì có thể là các bạn sẽ Bảo vệ được cái tình yêu các bạn ừ. Các bạn cần phải có sự gọi là công bằng công chính Trong thời điểm này ừ. Phải có cái sự gọi là Có lý do hoặc là có cái Bằng chứng đàng hoàng tử tế Mình mới có thể kết tội được người khác Còn nếu không á, thì tốt nhất là không nên phán xét Phê bình, chỉ trích gì cả Ừ đặc biệt một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ xem được rất nhiều tin tức những cái người làm việc gọi là trong cái giai đoạn uh, làm gì đó mà chui hoặc là kiểu là không thành thật hay gì đó có khả năng sẽ được được lo ra ánh sáng và vướng vào vấp vào vòng uh, lao lý đó hoặc bạn sẽ nghe được rất nhiều tin tức liên quan đến thay đổi luật lệ giấy tờ hồ sơ pháp lý gì đó ở đây ừ. những cái luật lệ mới được ban hành. Ha thấy có rất là nhiều người muốn hợp tác kinh doanh làm ăn hoặc là mượn tiền gì đó các bạn các bạn hết sức cẩn thận để tránh phải có sự đề phòng đối phương để tránh bị người khác lừa bởi vì bạn là một người sống rất là tốt bụng rất là dễ dễ siêu lòng dễ bị gọi là thao túng cảm xúc cho nên hết sức cẩn thận và ở đây nè một cái thông điệp liên quan tất cả mọi thứ sẽ được hoàn thành tốt đẹp ha hoặc là bạn sẽ có được cái sự dư giả đủ đầy thoải mái và trọn vẹn thôi ừ. cho nên là cứ gọi là tập trung vào những gì thật sự quan trọng cần thiết với mình ngay lúc này còn những gì không quan trọng thì hãy xây ranh giới để không có ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của các bạn à, và sức khỏe của bạn cũng sẽ dần ổn định thôi nếu như bạn nghỉ ngơi cân bằng hợp lý ừ. hãy biết bảo vệ những thứ mà bạn đang sở hữu ha. vào wow, ở một số bạn sắp tới sẽ thèm nho mua nho về ăn nè <laughs> nho rồi chuối thích ăn trái cây dữ ha à ở đây có một số bạn là mình thấy các bạn trong giai đoạn này rất là bị mê đắm bởi đồ ăn thức ăn thức uống gì đó ha thèm thuồng rất là nhiều bị cám dỗ nè cho nên rất là dễ tăng cân nha ừ, một số bạn thì dễ tăng cân một số bạn thì có khả năng giảm cân thành công Thì theo các bạn thôi à cho nên là bạn nào mà sợ tăng cân thì nên ăn uống hợp lý hơn, có khoa học hơn Hoặc ừ. là ăn cái cây nhiều hơn Chứ đừng có gọi là ăn quá nhiều những cái thực phẩm quá chất độc hại Thì nó ảnh hưởng khiến cho bạn tăng cân nhanh chóng ừ. Hãy cân bằng giấc ngủ của mình à. Bởi vì đôi khi mình thiếu ngủ mình cũng sẽ gia tăng cái nỗi sợ hãi, stress, căng thẳng đó à. Rồi hành động không có sự gọi là tỉnh táo ừ ở đây mình thấy có một số bạn được khuyến khích hay ở lại cái nơi mà bạn đang ở và phát triển um, cái nơi mà bạn cảm thấy mọi thứ sẽ đã phát triển trong cuộc sống các bạn thì nên ở cái thời ở, ở cái nơi đó ừ. bởi vì có khả năng nơi đó nó phù hợp với các bạn nó hợp với các bạn và ở đây thì mình thấy có một số bạn thì sẽ có một cái phép màu gì đó sắp xuất hiện các bạn ừ hoặc là các bạn nên ra khu vườn của mình nếu như bạn nào có vườn tược á, bạn sẽ có khả năng tìm thấy được cơ hội hoặc là có những cái nguồn cảm hứng gì đó. Các bạn sẽ có được sự ổn định, sự hạnh phúc và có sự truyền thống của gia đình. và có sự hỗ trợ của mọi người. Và đừng thiếu trung thực hãy cẩn thận để mình không có sự gọi là mất đi những cái mối quan hệ giao hảo trong cuộc sống của bạn. Hoặc là hãy có một sự trung thực để không mất đi những cái cơ hội ha. À, số bạn sẽ có sự gia tăng cái sức mạnh tinh thần, sự giàu có, sự phong phú hoặc là có hai năm có một vài bạn có liên quan đến vấn đề về sinh sản, à, ừ. là sinh sản, uh, sinh sản tài chính, sinh sản sự giàu có hoặc là uh, về con cái. nhưng mà ở đây mình thấy dường như cái vấn đề con cái không nhiều bằng các bạn tụ một đâu. Ừ. ở đây các bạn có những hình ảnh liên quan đến quả chuối nữa nè, <laughs> nó cũng liên quan đến việc gọi là đã đến lúc các bạn nhìn vào bóng tối và ánh sáng kết hợp với nhau, mỗi cái đều mạnh như nhau và cả hai đều có những cái phẩm chất tích cực và cái điểm học tập cho bạn. Ừ. cái câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của bạn đó là có thể ha và có lẽ là ừ, bạn nên có một cái sự uh, di chuyển ra xa một chút để bạn có thể nhìn rõ hơn, có ừ. cần có một cái sự lùi lại và nhìn một cái bức tranh toàn cảnh hơn ha à. và đừng nhượng bộ trước bất kỳ những tình huống nào mà không phù hợp với bạn vào lúc này. Ừ các bạn lại có một cái thông điệp lặp đi lặp lại liên quan đến sự tiềm năng, sự thịnh dưỡng, khả năng sinh sản hoặc là có một số bạn nâng cao được cái sự tham vọng, ước muốn của mình, nâng cao được cái vấn đề về hôn nhân, gia đình nữa đó. Ừ. Nhưng mà ở đây hôn nhân khá không nhiều hoặc là có khả năng một số bạn sắp tới được ai đó mời đi đám cưới, ừ. hoặc là có một vài bạn đang quen yêu ai đó thì có khả năng là một người mới nào đó thì mình nên có sự cẩn thận, tìm hiểu xem họ đã có gia đình hay chưa, vân ha, vân. À, điểm này là bạn phải có sự công bằng và chính trực nhất. Ha, có một số bạn hay có sự đa nghi lắm, đôi khi có khả năng nghi bậy nữa. Ha, cho nên là hãy có một sự có thì mới nói, ha, có bằng chứng rõ ràng mình mới có thể gọi là đấy Còn không thì phán quyết được, còn không thì thôi. Cân bằng bình tĩnh để mình không có nhận định sai về người khác. Ha. À và mình thấy bạn nên tập trung vào việc của bạn thôi. Có những cái người sẽ dùng lời nói khiến bạn cảm thấy tổn thương hoặc không tự tin vào chính mình khi bạn cảm thấy cảm thấy có một cái sự gia tăng cái sự rụt rè và không muốn làm gì hết nó khiến cho bạn có sự thất vọng và chán nản về bản thân của mình nên hãy có một sự xây rào bảo vệ đó ừ, tấn công về cái tinh thần của các bạn à, cho nên là các bạn cần phải có một sự mạnh mẽ vững tin uh, quyết tâm quyết đoán và dù ai nói ngại nói nghiêng lòng ta vẫn dưỡng như kiền ba chân à, cẩn thận để tránh bị người khác khiến cho bạn hao tổn cái tâm trí của mình thì không có đáng à, hãy chỉ dành thời gian của mình sự lắng nghe của mình cho những người xứng đáng phù hợp, những người yêu thương, những người tích cực, còn những người khác không quan trọng, chẳng là gì đối với bạn, bởi vì họ không có tạo ra tương lai của bạn mà chính bạn là cái người tạo ra tương lai của mình. Không ai có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bạn ngoài bạn cả, ừ. ngoài khi trừ khi bạn cho phép họ. Cho nên là tốt nhất, ừ. cái gì xứng đáng thì mình gọi là tiếp cận, còn những gì gọi là quá tiêu cực thì mình có sự tránh xa ha, và buông bỏ ở đây có một số bạn là rơi vào cái giai đoạn hơi khó khăn rất là dễ làm liều bị người khác thao túng làm liều nha cho nên hết sức cẩn thận nha ừ. hoặc là tránh cẩn thận để đừng để người khác đánh mất cái thông đánh cắp cái thông tin của các bạn à, giấy tờ đâu đó ừ. căn cước đâu đó cẩn thận hết sức cái điều này và ngoài ra mình thấy các bạn sẽ có được cái mức độ kết nối sâu sắc hơn với mọi người ừ. và bạn được nhắc nhở hay luôn đảm bảo rằng bạn luôn kết nối với cái trí tuệ bên trong của mình À, và chú ý đến quá khứ và giải quyết những gì cần phải giải phóng trong thời điểm này Giải quyết những cái vấn đề tồn động trong quá khứ Hoặc là những cái bài học cũ nó có sự uh, trò dậy Bạn phải giải quyết nó luôn ha Hãy lắng nghe trực giác của các bạn khi mà bạn đang được kêu gọi Ở thời điểm hiện tại này ừ. Thời điểm này các bạn nên có sự cảnh giác với những cái lời đàm tiếu Hoặc là những cái sự thiếu tế nhị ở đây Hoặc là đừng để bản thân của mình quá nóng tính bất đồng trong thời điểm này bởi vì thời điểm này một số bạn là đầu óc mình có sự hơi mù mờ mình không có suy nghĩ tỉnh táo rõ ràng thì rất là dễ đưa ra những nhận định sai hoặc là những lời nói sai hoặc là những cái điều gì đó mà người ta có thể dựa vào để công kích các bạn cho nên im lặng đi là vàng ừ. các bạn sẽ có một cái sự gọi là thanh lọc phát triển về tâm linh và tâm trí tinh thần của bạn nó có khả năng được mở ra rất là nhiều những cơ hội để bạn học hỏi những cái điều mới À, một số bạn ở đây có khả năng các bạn có sự kết nối với mẹ maria rất là mạnh mẽ trong thời điểm này à, ừ. dù bạn có đạo hay không thì mẹ luôn ở bên cạnh yên ủi hỗ trợ bảo vệ các bạn hãy cầu xin mẹ giúp đỡ các bạn uhm. chủ lành cho các bạn và bảo vệ bạn khỏi những cái tổn hại đến bản thân bạn và những người thân trong gia đình các bạn à. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai uh... ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tù 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tù 3 Để xem coi à, Điều gì đã âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn Bạn chưa biết Và đây những tra bài chung Mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tù 3 Các bạn tụ ba hiện tại có thể là các bạn đang có ở trước rưỡi rất là nhiều sự lựa chọn phân dân gì đó ha hoặc là bạn đang ở trong cái trạng thái bảo vệ bản thân của mình bảo vệ chính mình ừ. các bạn đang cần phải có khoảng thời gian một mình để bạn có thể đưa ra một cái quyết đo một cái giải pháp hoặc có một cái quyết định gì đó rất là quan trọng ừ. các bạn là những người đang ở trong cái trạng thái có một cái sự thay đổi bản thân của mình ừ. Và một số bạn có thể là các bạn đã đi sau bản thân và nhìn sau bản thân Và có khả năng là thích học hỏi những cái điều mới Hoặc là được mọi người cố vấn Gặp được những người thầy tinh thần Và bạn đang ở trong cái giai đoạn của sự hồi sinh Hoặc là tái sinh trở thành một phiên bản mới ừ. Các bạn có khả năng cuộc sống đã trải qua những giai đoạn vấp váp Tổn thương, tổn hại, tranh đấu, mâu thuẫn mệt mỏi gì đó Nhưng mà bạn đang ở trong cái giai đoạn thay đổi rồi Mọi thứ đang được chuyển đổi rồi Bạn đang ở trong cái thời điểm gọi là sang một cái dùng nước mới, bình yên hơn À, hoặc một số bạn đang muốn rất là muốn có sự di chuyển, sự thay đổi cuộc sống tốt hơn, nhanh hơn, đi du lịch, à, hoặc là chuyển nhà chuyển chỗ ở, hoặc là đang chờ đợi một cái thông tin tin tức gì đó đang đến với các bạn kia vậy. Các bạn là những người có cái sự gọi là có kiến thức ha? À, và có thể bạn đang tham, có một sự gọi là tu tập hướng thiện hoặc là một số bạn các bạn muốn đi theo con đường phát triển mặt tinh thần. Uh, hoặc là một số bạn các bạn là thầy uh, thầy giáo cô giáo hoặc là một người giáo dục người hướng dẫn uh, một người đã trải qua rất là nhiều những khó khăn những trải nghiệm rút kinh nghiệm và truyền tải cho người khác uh, uh, Hoặc một số bạn ở đây các bạn là những người có đạo các bạn đang được ơn trên dẫn dắt cho các bạn uh, đi đến cái con đường nhìn cho các bạn hoặc là bán cho bạn cái sự khôn ngoan và trí tuệ để bạn có thể biết mình cần phải làm gì trong những bước đi tiếp theo một cách gọi là chuẩn chỉnh và không gây ra những cái hối tiếc muộn um, màng À, bạn được khuyến khích hãy kiên nhẫn và kiên trì hơn à, nâng cấp kiến thức nâng tầm bản thân của bạn thì cuộc sống của bạn nó sẽ tràn trề sự hy vọng giống như cái ánh cầu vòng này à. hoặc là một vài bạn ở đây các bạn rất là mong muốn có một cái sự hòa thuận làm hòa chữa lành ha, trong gia đình hoặc là trong tình yêu hay gì đó vân vân thì hoặc là các bạn đang có một sự nhìn nhận ra những bài học của mình thông qua những cái sự gọi là à, trăn trở hoặc là những cái tình huống mâu thuẫn gì đó trong những mối quan hệ bây giờ các bạn đã có một sự biết tiết chế bình tĩnh và tĩnh lặng và có một cái sự trưởng thành hơn rất là nhiều học được những bài học rất là sâu sắc và trở nên một người khôn ngoan và đứng đắn hơn thấu đáo hơn rồi điều gì đang âm thầm diễn ra trong cuộc sống của bạn bạn chưa biết số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3. ở đây mình thấy có thể là một số bạn sắp tới sẽ đi du lịch nè hoặc là đi công tác nè ừ. hoặc là cẩn thận với nguồn lửa hoặc là uống nước nhiều hơn ừ. thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn khi các bạn có cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể bạn sẽ trở nên tỉnh táo hơn khôn ngoan hơn thông tuệ hơn và có sự có những quyết định đúng đắn hơn à. một số bạn có thể được thăng chức lên một vị trí cao hơn vị trí đào tạo nhân lực hỗ trợ đội nhóm ừ. hoặc là sắp tới một số bạn còn có khả năng bạn mở rộng được một cái cộng đồng nào đó cho riêng mình hoặc là bạn tham gia một cái cộng đồng nào đó để giúp cho bạn có được nâng cao cái sự gọi là tích cực hướng về những cái điều tốt đẹp ừ. các bạn đang được ơn trên hướng dẫn các bạn trên cái hành trình để bạn có thể tìm ra được câu trả lời cho chính bạn đó ừ bây giờ tất cả mọi thứ sự kiện và những cái trải nghiệm được đang xen với nhau giống như một cái mạng lưới uh, ma thuật à, và bạn chỉ có thể nhìn thấy trong đêm tối nhất ha à, nhưng mà bằng cái sự gọi là khôn ngoan bằng cái trực giác các bạn chứ không phải là bằng con mắt của người thường bạn ừ. hãy biết rằng những thứ mà bạn trải nghiệm là một phần của kế hoạch thiên liên trong sự vật một số bạn có thể là bạn đã nhận ra những bài học trong cuộc sống của mình rồi à, các bạn được ơn trên ban cho bạn cái sự trí tuệ khôn ngoan để bạn có thể biết à, những gì đang diễn ra và mình phải học hỏi nó từ từ gì và mình phải giải quyết nó ra như thế nào và mình phải tốt nghiệp ra sao kiểu vậy mình phải làm sao để có thể tốt nghiệp được cái bài học này các bạn có sẽ sẽ có một khả năng gặp được những cái sự trùng hợp đầy ý nghĩa hoặc là một cái tình bạn may mắn xuất hiện hoặc là một cái người yêu gì đó sẽ đến À và một cái điều quan trọng tất cả kinh nghiệm đều được gọi là ơn trên sắp xếp cho các bạn để các bạn có thể trở thành một cái người mạnh mẽ nhất. À. Một số bạn có khả năng các bạn sẽ bước tiếp à, khi bạn biết rằng có một số thứ à, bạn đã được gọi là ơn trên mất bảo. Ừ. Đây là thời điểm mà các bạn cần phải có một cái tư duy logic, lý trí và sử dụng trí óc của mình để có thể xem xét hành động đúng đắn tiếp theo. À, là những phẩm chất các bạn đang được khuyến khích bởi thần thánh. Ừ, hãy suy nghĩ trước khi mình hành động. Bạn được ân trên phú cho các bạn cái trí óc và trí tưởng tượng tuyệt vời, có khả năng giao tiếp với ân trên với um, uh, thiên thần vũ trụ của đấng bảo hộ thiên liêng yeah. Và bạn đang được nâng cao khả năng này. Đây là thời điểm có những cái cuộc trò chuyện hợp lý à, và đưa ra những quyết định có tính toán à, khi mà bạn có một cái khoảng thời gian cho chính mình à, tĩnh lặng, anh có một cái sự bình yên trong tâm trí các bạn thì bạn sẽ được mách bảo mình phải làm gì mình phải thực hiện ra sao mình sẽ giải quyết mọi thứ như thế nào ha ở đây mình thấy có một số bạn các bạn đang cảm thấy rằng bạn không thể làm những gì bạn thực sự muốn à, bởi vì người khác có thể có những kỳ vọng ở bạn mà bạn không có thể đáp ứng được hoặc là bạn cảm thấy như thế là bạn ở trong một cái giai đoạn gọi là không bao giờ đạt được cái điều mình muốn hoặc là không bao giờ đi được đến nơi mình mình muốn ha hãy kiên nhẫn bởi vì thực sự bạn ở đang ở trong một cái nhà tù tạm thời tồn tại trong tâm trí các bạn uhm và hoàn cảnh trong cuộc sống của bạn bất kể nó như thế nào thì sẽ thay đổi thôi và bạn sẽ có được cái tự do trải nghiệm cuộc sống mà bạn mong muốn à, trong lúc này à, bạn cần phải bớt ảo tưởng và hãy có sự bền bỉ kiên nhẫn ừ. bởi vì các bạn ảo tưởng bạn mơ mộng nhiều quá nó chính là cái à, điều khiến cho bạn gọi là à, trên vên ừ. các bạn cần phải thực tế hơn trong cuộc sống của các bạn nhưng mà bạn cũng đừng có ngừng hy vọng đừng có ngừng gọi là uh, tin tưởng vào tương lai bởi vì tương lai của bạn nó sẽ đến những điều mà mong muốn nó sẽ đến nhưng mà cần có thời gian ha, các bạn cần phải có một cái sự thay đổi điều gì đó và có sự rèn luyện họ nâng cấp điều gì đó thì bạn mới có khả năng đạt được cái điều mà bạn cần ừ. hãy tin tưởng ở thần thánh ha, bởi vì cái ngày sẽ chỉ cho bạn cái cánh cửa nào phù hợp cho bạn để bạn có được cái sự tự do ha, trong cuộc sống của các bạn những lúc mà bạn trên vên nhất thì hãy cầu nguyện đi ừ. bởi vì bạn sẽ có được cái lại cái sự cân bằng hoặc là các ngài sẽ chỉ đường cho các bạn phải làm như thế nào à, để gọi là tiếp tục bước đi bây giờ các bạn được khuyến khích hãy ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi và kết nối với sức mạnh của trái đất ha, với thiên nhiên đất mẹ ừ. nếu như các bạn có một cái câu hỏi gì đó mà liên quan đến tình huống về một người bạn hoặc một cái tình yêu thì bạn hãy biết rằng các bạn đang được ơn trên yêu cầu các bạn đợi cho đến khi bạn nhìn thấy được cái bằng chứng hữu hình về những gì bạn muốn hiểu về mối quan hệ này ừ. có lẽ là nụ hôn đầu tiên hoặc là một cái hoạt động chung nào đó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về câu hỏi của mình à, hãy luôn giữ vững lập trường và kiên nhẫn chờ đợi à, xem một cái kết quả nào đó ừ. hoặc là một cái sự thực hiện thực tế nào đó bạn đang được khuyến khích hãy chăm sóc sức khỏe cơ thể đẹp đẽ các bạn nha à, yêu thương bản thân của mình đừng chạy đuổi theo đối tượng các bạn, hãy xem họ thể hiện như thế nào trong tình yêu để xem đây có phải là cái người phù hợp với mình hay không. Ừ. Ở đây mình thấy các bạn là những người à, đang được à, kết nối à, trở thành một thành viên trong gia đình à, linh hồn của các bạn. Có khả năng một số bạn các bạn sẽ có sự gặp gỡ được những cái người gia đình linh hồn của mình trong thời gian tới khi bạn có thể tỏ ánh sáng rực rỡ của bạn hoặc là các bạn sẽ có sự kết nối với một cái cộng đồng vui vẻ, nâng cao được những cái tình bạn hoặc là giúp cho bạn có thể có những cái nguồn cảm hứng để phát triển cuộc sống tạo nên những giá trị. hoặc là một số bạn sắp tới các bạn sẽ được ơn trên chia sẻ cho bạn những cái bí mật và có được những cái điều hiểu biết rõ ràng về những gì mà người khác trao gửi cho các bạn. Có khả năng sẽ có những cái quý nhân đến hỗ trợ hoặc những người họ được chọn để có thể chia sẻ cho người khác và họ sẽ có một cái cơ duyên gặp gỡ các bạn hoặc là một cái cách tình cờ nào đó mà bạn tiếp nhận được những chia sẻ đó và bạn giúp cho cuộc sống của mình tốt hơn bạn đang ở đúng nơi bạn đang ở hoặc là bạn có một số một số bạn ở đây thì hãy có một sự thoải mái bên trong chính mình uhm, hãy là chính mình đừng có sự gọi là copy hoặc là theo đuổi bất kỳ hình tượng nào cả hãy là chính mình à, tập trung vào phát triển bản thân của các bạn thì bạn mới có sự gia tăng được cái sự độc đáo riêng và thu hút được những người khác uhm, và ơn trên đã chọn các bạn À, để có thể đi trên cái con đường à, phát triển tìm kiếm được cái cuộc đời hoặc là cái ý nghĩa hoặc là cái sứ mệnh cuộc sống của các bạn và bạn đang sắp tìm kiếm được một cái nơi thuộc về các bạn giống như là ngôi nhà của các bạn đó ngôi nhà tâm hồn của các bạn á ừ. hoặc là một vài bạn có thể chuyển nhà thành công tìm được cái ngôi nhà như ý phù hợp ai đó có thể giúp đỡ cho bạn cái cái uh, cái sự hy vọng hoặc là giúp cho bạn có được cái những cái sự rõ ràng, những thông tin để bạn có thể tiến đến được cái ngôi nhà mà mình mong muốn. Ngoài ra mình thấy các bạn nên sự nâng cao sự hy vọng của mình bởi vì tiếp theo thì các bạn có khả năng là sẽ có được cái sự thấy được cái ánh sáng cuối đường hầm. Có thể các bạn đang bước đi trong cái bóng đêm và dễ rơi vào những nỗi sợ hãi thì các bạn đang được thần thánh hướng dẫn để bạn không có lạc đường thì thầm với bạn hãy giữ vững niềm tin bằng những cái điều tốt đẹp sẽ đến uh, với các bạn một lần nữa hai hãy uh, bước một bước tới ước mơ các bạn và các ngài sẽ thực hiện hai bước hướng tới các bạn để giúp cho bạn có thể đạt được nó ha, hãy luôn nâng cao sự tích cực lạc quan và hy vọng à, sẽ có những cái điều tốt đẹp đang đến với các bạn rồi ừ. thời điểm này các bạn được khuyến khích hãy có sự cân bằng tốt đẹp Giữa những cái ham muốn thuần khiết Và những cái nỗi ám ảnh nảy sinh trong cảm giác hồi hợp à, Hãy cẩn thận để mong muốn của bạn nó luôn tốt đẹp à, Mong muốn của mình nó không gây tổn thương cho bản thân hoặc người khác ừ, Hãy thận trọng khi mà bạn tiến về phía trước ừ, Một số bạn ở đây thì mình thấy là Trong tình yêu thì các bạn còn phải có sự gọi là nhìn nhận những gì đã qua Và cố gắng khắc phục để tốt hơn Để không có rơi vào cái vòng lặp nữa Hoặc là gây nên cái sự ám ảnh cho người khác Hoặc là gây nên cái sự ám ảnh gì đó cho chính mình khiến cho bạn phải mất đi một cái khoảng thời gian mới hồi phục được ừ hoặc một số bạn sắp tới sẽ có những người họ chia sẻ câu chuyện tình yêu của họ và họ đã trải qua những đau đớn mất mát khổ đau như thế nào và họ phải giật lộn nó ra sao và họ phải phục hồi nó như thế nào kiểu vậy ừ hãy luôn cẩn thận ha hãy cẩn thận ừ và phải luôn giữ cho mình những ham muốn chính đáng ha còn những cái ham muốn mà người khác muốn ở các bạn mà không chính đáng tốt nhất bạn nên say no và không có để bản thân của mình bị phụ thuộc vào nó ha Hoặc bị quấn lấy nó bị thao túng ừ. cho nên một số bạn ở đây có rất là nhiều điều ham muốn nhiều sự lựa chọn cho nên hãy chọn cho mình một cái điều khiến cho trái tim của bạn có sự vui vẻ rộn ràng hạnh phúc cảm thấy có ích cho cuộc sống này cảm thấy tươi vui cảm thấy thuần khiết à, chứ không phải là những cái ham muốn khiến cho bạn đi lạc đường sai lối ha đây là thời điểm nên thực tế hóa mọi thứ để bản thân mình không có bị gọi là những cái mê cung nó kéo lôi khi bạn mất thời gian và không đi đến đâu à, ở đây mình thấy có khả năng có một số bạn có những cái người nào đó không thích các bạn ừ, có thể trong thời gian tới bạn sẽ khám phá được hoặc là ai đó đang ganh tị hoặc là muốn có sự chống chọi cho chống đối các bạn ở đây Để à, các bạn được khuyến khích là hãy có sự gọi là không nên trả đũa mà hãy cầu xin ơn trên bảo vệ các bạn bởi vì các bạn được an toàn các bạn được bảo vệ khỏi những cái điều này Ừ. ngoài ra nếu như câu hỏi của bạn nó liên quan đến tình yêu thì uh, uh, các bạn sẽ gặp được một cái người luôn tận tâm bảo vệ và tử tế sâu sắc với bạn yeah. bởi vì đây chính là cái phẩm chất rất là quan trọng để những cái mối quan hệ nó phát triển cả trong tình bạn lẫn tình yêu còn nếu như các bạn đang quen một ai đó mà cảm thấy ừ cái người này không có những cái phẩm chất như thế này thì hãy move on ha hãy có một sự rời khỏi cái, cái người không phù hợp người không đem đến cho bạn sự bảo vệ sự an toàn không có sự tử tế bởi vì các thiên thần sẽ gửi cho bạn một cái người khác phù hợp hơn và bạn có được cái trí tuệ là bạn biết cái điều gì đúng cái điều gì sai không phù hợp với chính mình và bạn cũng được khuyến khích hãy luôn giữ cho mình một cái sự gọi là biết hành động đúng đắn biết phân biệt để bản thân của mình không có bị đưa ra những hành động hoặc là suy nghĩ sai lầm mù mờ Ừ. ở đây mình thấy có rất là nhiều bạn ai cũng có liên quan đến luật nhân quả ha hoặc là liên quan đến giấy tờ hồ sơ pháp lý hoặc là sắp tới khả năng là sẽ có những điều luật mới những cái luật lệ gì đó được uh, ban ra ừ. liên quan đến pháp lý khá là nhiều ở đây ai cũng có hết hoặc là những cái vấn đề về pháp lý giấy tờ hồ sơ gì đó của bạn uh, cho những cái chuyến đi di chuyển hoặc là uh, nhà cửa gì đó được thông qua đó ừ. hay là bạn đang chờ đợi những tin tức này À ở đây mình thấy có thể là bạn cũng được khuyến khích là hãy giữ cho mình một cái sự gọi là đừng để bản thân bị rơi vào những cái ham muốn tầm thường hoặc là những cái điều đó cám dỗ mà bạn sẽ hối hận, hối tiếc. À, bởi vì có khả năng có một số bạn sẽ rơi vòng lao lý nếu như bạn làm những điều sai trái hoặc là bị người khác thao túng gì đó. Ừ. Một số bạn các bạn muốn đi theo một con đường phát triển tâm linh nhưng mà hãy chọn những cộng đồng phù hợp à, được nhà nước gọi là... À, công nhận chứ đừng đi theo những cái cộng đồng gì đó mà gọi theo tính chất ma giáo hoặc là suy nghĩ lệch lạc á thì rất là dễ bị kéo theo hoặc là bị ảnh hưởng theo đó và ừ. sẽ hối tiếc hối hận sau này cho nên hãy có sự bình tĩnh quan sát à, và xem xét cân nhắc tỉnh táo à, một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có rất là nhiều những cái à, lựa chọn à, nhưng hãy lựa chọn cho mình những cái đúng đắn phù hợp nhất hãy lựa chọn như mình những cái sự gọi là À, tích cực nhất ha lựa chọn trong cách suy nghĩ là ăn tiếng nói ừ. thì khi mà bạn gọi là biết lựa chọn thì bạn sẽ có được những cái uh, điều tốt đẹp trong cái uh, rổ của mình nè ừ. bạn sẽ có được những trái chín ngon ngọt chứ không phải là những cái trái sống ha. À. ngoài ra thì uh, có một số bạn là cây trái của bạn có thể là nó có một cái sự sinh trưởng phát triển ra cây uh, kết quả ra hoa kết quả kiểu vậy cho nên có thể một số bạn các bạn không ngờ bạn ra vườn mà phát hiện được ha. Uhm. Ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn uh, những cái vấn đề về tiền bạc ha, uh, tiền tệ hoặc là vàng bạc nó có một cái sự trong trên, uh, nó có những cái sự lên xuống bất ngờ ở đây. Uhm. Bả đang theo có chiều hướng tăng lên thì có thể một số bạn các bạn biết rồi, có một số bạn chưa biết thì sắp tới bạn sẽ chứng kiến được cái vấn đề này. Uhm. À, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng sắp tìm được cho mình một cái cơ hội mới để bạn có thể gia tăng tài chính gia tăng thu nhập gia tăng cái cơ hội kiếm tiền à, khi mà bạn học hỏi những cái điều mới hoặc là bạn có sự gọi mở rộng những kiến thức học hỏi ở người khác thì có khả năng là các bạn sẽ có được cái nguồn thu nhập mới cho chính mình hoặc là các bạn sẽ cảm thấy yên ổn an toàn hơn về mặt tiền bạc của mình ừ. mình thấy các bạn cần phải phát triển bản thân nâng cấp bản thân nâng cấp kiến thức của bạn thì cơ hội nó sẽ đến thôi ừ và cũng nên le, nghe lời khuyên hoặc là học hỏi từ người khác à, và mình thấy có khả năng các bạn sẽ phát triển theo cái hướng liên quan đến những cái vấn đề về tài chính hoặc là về sáng tạo giải trí ừ, ý tưởng ha, hoặc là kỹ năng tay nghề sự khéo léo gì đó các bạn hoặc là có khả năng làm việc nhóm ở đây sắp tới sẽ có những người xuất hiện vào trong cuộc sống của bạn ha nó à, có thể đóng dây gọi là chính diện hoặc là phản diện nhưng mà những người đó góp phần giúp giúp cho bạn có thể vượt qua những bài học của mình và giúp cho bạn trưởng thành hơn ừ. và hãy biết phân biệt ai phù hợp ai không phù hợp để bản thân mình không mất thời gian à. và cân bằng là điều các bạn cần cần phải kiên nhẫn và kiên trì và những khó khăn của bạn sẽ được vượt qua thôi ha ừ, mọi thứ có vẻ nó hơi khựng lại nhưng mà sắp tới mọi thứ nó sẽ có sự gọi là được uh, uh, êm trôi ừ. số bạn ở đây là sức khỏe sẽ được hồi phục nè ha, sức khỏe của bạn hoặc là gia đình của bạn hoặc người thân uh, hoặc là cái ý chí của bạn nó có sự gọi là gia tăng mạnh mẽ và kiên cường có một vài bạn ở đây sẽ bị mất ngủ hoặc là các bạn uh, nên có một cái sự chăm chút cho giấc ngủ của mình hơn, cho mình cái cảm giác bình yên, thoải mái để mình có thể ngủ ngon hoặc là những cái sự gọi là tham khảo về những cái giải pháp liên quan đến thiên nhiên để giúp cho giấc ngủ của bạn nó đi sâu hơn. Một số bạn có khả năng sắp tới sẽ tham gia khó là nhiều, khá, khá là nhiều những cái buổi họp bàn, những cái khóa học, khóa đào tạo gì đó để nâng cấp hoặc là có được những cái chứng chỉ được những công nhận. Ha, hoặc là thi đậu ha, v. V. ừ. vân và việc của các bạn là hãy có một sự nếu như các bạn có thi cử gì đó thì bạn hãy tập trung vào việc nâng cấp kiến thức tìm hiểu học hỏi chứ đừng có gọi là bị sao nhãn bởi những cái điều tiêu bi cực bên ngoài những cái tính bên ngoài hoặc là những cái câu chuyện bên ngoài tập trung vào việc của mình hoàn thành xong mọi thứ thì bạn có quyền thư giãn thoải mái còn chưa hoàn thành thì nên tập trung ừ ở đây thì cái lá bài này cho thấy rằng bạn sẽ tìm thấy một cái sức mạnh lớn hơn và một cái năng lượng nền tảng tích cực hơn xuất hiện ừ. hoặc là thậm chí các bạn có được cái lời mời để đi theo cái con đường sức sống mới à. và có khả năng các bạn sẽ có nhiều thời gian cho những người bạn thân thiết phù hợp nhất ừ. và ngoài ra hãy cẩn thận đừng làm việc quá sức à. À, một số bạn thì có khả năng các bạn thời điểm này nên học hỏi tiếp cận thế giới ha uhm. chia sẻ giao lưu chứ đừng có sự gọi là cô lập bản thân thì bạn có khả năng là sẽ khiến cho mình không có nhiều những cái kiến thức hoặc là khiến cho mình có sự gọi là bị thụt lùi so với người khác đây là thời điểm mà bạn sẽ tạo nên cái nền tảng hoặc là bạn sẽ hoàn thành được cái mục tiêu hoặc là bạn sẽ có được những cái thành công ha, khi bạn biết chia sẻ biết học hỏi uhm. à, ở đây mình thấy cái khả năng một số bạn trong thời gian tới cái khả năng là Uh, sẽ có sự điều chỉnh, ha, điều chỉnh mọi thứ trong trên trong cuộc sống của bạn như là tiền bạc cân bằng lại hoặc là giáp vàng hoặc là uh, một số bạn sẽ cân nhắc vấn đề có nên đầu tư về tài chính về vàng bạc hay không, vân vân. Thấy các bạn có khả năng là đang chứng kiến rất là nhiều những sự nhảy múa trên thị trường hiện tại, thì việc của các bạn hãy bình tĩnh xem xét, cân nhắc và học hỏi ý kiến kinh nghiệm người khác để bản thân mình không có đưa ra những quyết định sai lầm trong thời điểm này. Ha và thời điểm này sẽ có một cái sự kết thúc một cái giai đoạn và có sự bắt đầu của một cái giai đoạn khác ừ. các bạn sẽ có được cái sự thay đổi về môi trường hoặc là tình huống cũng như cách suy nghĩ của bạn là cần thiết để giúp bạn tiến lên ừ. và mình thấy các bạn sẽ có được những cái sự thoải mái tiến về phía trước dần dần à, và có sự buông bỏ buông bán những gì không có phù hợp với uh, cuộc sống của bạn nữa hoặc là đã đến lúc các bạn có sự giải tỏa những cái uh, chất độc hại trong cơ thể của mình bằng cách uống nước thanh lọc cơ thể những cái thói quen cũ của bạn đang dần chết đi bây giờ là cái thời điểm tuyệt vời để bạn có thể làm điều gì đó hoặc là hoàn thành điều gì đó một cách tốt đẹp ha ừ. À, ngoài ra thì mình thấy cái khả năng là các bạn còn phải có sự tự tin sự bình tĩnh nghỉ ngơi giữa những cái biến động và thay đổi hãy có một sự tập trung suy nghĩ sâu sắc hơn và sống chậm lại à, còn phải có sự chú ý đến bản thân của mình ừ. và hãy có sự cẩn thận để không có đánh mất chính mình giữa những cái hành vi uh, của người khác hãy có sự cân bằng trong cái vấn đề cảm xúc của các bạn ừ. một số bạn là nên chậm lại đừng có vội vàng hấp tấp thấy người ta có một cái sự gọi là <laughs> phát triển nhanh quá mình cũng đu theo thì có khả năng là mình sẽ bị rớt nha <laughs> thấy có một vài bạn như vậy đó ừ. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tổ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn